Nha, sau khi mà mình có cái bảng này xong nhé, sau khi làm được bảng này tương ứng là chân số 1 là tương ứng tên đây, số chân đây, chân số 2, số 3, số 4 vân vân. Và cứ cái đà copy này thì sẽ chân số 40 đây. 40, 39, 38, 37, 36, 35 đến 31. Bên này tên, bên này là số này. Sau mình có cái bảng này xong rồi mình copy thằng này. Copy thằng này sang bên bên kia để dán vào. Rồi mình sẽ dán vào phía bên 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 Antium Designer. Muốn dán vào vị trí của Antium Designer thì mình sẽ kích chuột phải ở đây. Xong là mình Smart Grid Insert. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Thì phía bên trên chính là cái file Excel mình đã chọn, phía bên dưới chính là tất cả cơ sở dữ liệu. Mình bấm vào đây Automatic Clean Demy Paste, nên là tự động chọn cột tương ứng với cột để nó paste vào cho hợp lý. Paste file thì tự động hợp lý rồi, nó ok rồi. Theo bên này nó tự động có chân này rồi, xóa cái chân ban đầu đi. Cái chân ban đầu chỉ là chân ví dụ thôi, xóa đi. Đấy, xong, cái này xong. Đấy. Bây giờ mình ở đây có tất cả các chân này, bây giờ mình có nhiệm vụ của mình là mình đi mình xếp rồi. Tính đến 20. Đấy. Đến 20 ở trên đây có cái PCB Inspector. Đấy. Thì mình sẽ chỉnh là cái phía bên này nó quay ngược trở lại. Thì góc quay của nó sẽ là 180 độ. Đấy. Xong mình bê cho cái chân 1 nó trùng vào cái điểm gốc này. Còn cái này ạ, 40 chân đây, bê lên để sao cho nó đẹp đẹp thì để 40 chân. Bây giờ mình vẽ một cái khung hết rectangle, khung đây xuống đây. Muốn cho cái khung này xuống dưới thì vào edit này, move và send to back, bấm vào đây cái thế là xong. Muốn cho cái khung này, vì đây là IC cho nên sẽ khung cho cái này nó rộng lên tí, cái khung cái viền này rộng lên tí, mình chọn small. Đấy, thì về sau cái khung này nó sẽ đậm đậm lên, vì đây đúng thứ tự là 1 2 3 4 đến 20, 21 2 đến 40, cho nên cho thêm một cái nữa là cái dấu ký hiệu ngược xuôi. Thế là xong rồi. Xong rồi thì mình làm thêm một cái động tác nữa là mình thêm chân footprint. Thì cái này nó là cái loại chân này, chân deep 40. Thì mình kiểm tra xem là deep 40 đã có chưa. Đấy. Đây trường hợp này có rồi, trường hợp này là trường hợp có rồi, đã được tạo rồi. Thì mình muốn làm khác thì mình tự làm. Đây giả sử như là mình làm một cái khác nhé, đi 40 giả sử chưa có, nhưng thường nó có rồi, đi 40 thì nó thuộc sử dụng. Nhưng mà giả sử mình làm chân riêng như con này à, thì mình chân này là 40 chân này. Đấy, 40 chân chưa có. Đấy, thì mình cứ để 40 chân đây. Footprint 40 chân đây. Thế mình mới sang một cái mình tạo thư viện nhé. Tạo thư viện là PCB Library. Tạo thư viện sơ đồ chân, giả sử như mà chân kia chưa có, chân kia mình cần chưa có, mình tạo ra một cái mới. Thì mình cứ đặt tạm đây một cái chân. Sau đó thì mình view lên này. Thì nó sẽ hiện lên cái chân đây. Có hai cách, là một cách là mình đặt từng chân một, nhưng cách đấy không hay. Cách đấy không hay. Cái cách của mình hay hơn ấy là mình chọn là component wizard. New component wizard. Thì ở trên cái IC của mình là có 40 chân mà kiểu deep chẳng hạn. Thì mình chọn là deep dual inline pocket. Chọn cái kiểu đo là mm cho dễ đọc. Đấy. Thế bây giờ cái chân này, độ rộng của chân này là bao nhiêu mỗi một chân này? Thì ví dụ như mình cho một cái độ rộng là 2.5 mm. Còn cái độ rộng ở phía bên này 2.5, thì bên này ví dụ như là 1.8. Đấy, để về sau mình có thể luồn dây qua giữa được. Lỗ khoan ở chân là 1. Đấy. Nó rộng rãi.
Next. Thì khoảng cách giữa hai cái này là bao nhiêu, cái này mình phải xem trong data sheet. Kéo xuống dưới. Cuối cùng. Gần gần cuối cùng. Đấy, có cái đóng gói đây. Xem đây, đây nó đây. Cái độ độ rộng của cái đấy nó là cái gì, kỹ hiệu là cái gì. Thì mình nhìn là từ tâm nọ sang tâm kia. Thì mình nhìn ở đây là đây này có cái tâm nọ sang tâm kia chính là cái EB. Cái độ dài của cái EB. Đấy mình tìm trên đây a à, đây rồi. Có cái EB đây rồi. Thì gióng sang trung bình là 16.51. Sang bên này, đây cái này là 16.51. Thế còn khoảng cách giữa hai chân này, chân đít này là 2,5mm, này 2,54mm là chuẩn. Đấy. Nếu như mình muốn chắc chắn thì mình có thể xem lại. Là từ chân nọ sang chân kia chính là P. P thì mình nhìn ở đây, P đây, 2,54 đây. Đấy. Thì cái này là chỉ là cái khung vàng vàng thôi. Đấy, cái này không quan trọng lắm. Đấy. Cái này là số chân là bao nhiêu chân của mình là có bao nhiêu chân nhỉ? 40 chân, 20 bên nọ, 20 bên kia. Đấy. Đặt tên chân là gì? Mình đặt là 40 chân. Đấy. Vì mình đang muốn tạo cái 40 chân. Thế đây, nó đây rồi. Thế mà, à, thế hóa ra là ở đây là có hai cái này nó khác nhau. Khác nhau là do lỗi của mình lúc nãy. Lại là do lỗi của mình. Thế bây giờ là mình mới đi, mình phải đi mình sửa. Mình làm một cái đúng một cái sai. Kích thử, kích đúc thử một cái. Mình sẽ thấy của mình có một cái sai. Đấy là middle. Lớp middle mình chọn symbol. Ở đây là đang là 70 nhé. 90 nhé. 70, 90 thì mình chọn symbol là 70, 90. Ok. Mình sẽ thấy là nó quay ngang như này. Mình đảo ngược lại. À 98. 98 là bên này là 98, bên này là 70. Đấy. Ok, mình thấy nó quay ngang đúng rồi. Thử nốt cái này xem là có đúng hay sao. Cái này là 98, còn cái bên này là 70. Khi mà nếu như mình có kinh nghiệm thì mình làm ngay từ đầu thì nó chuẩn rồi. Thì không phải làm cái việc này nữa. Mình thấy 70 này hơi to. 98 cho 60 thôi. 60mm à trông này có vẻ hợp lý rồi đây. Vậy thì bây giờ mình sửa loạt toàn bộ tất cả các chân là 98, 60 như thế. Sửa một loạt thì vào PCB Inspector. Đấy, thì ở đây là nó có cái... Mình chọn ở bên kia là cái gì thì bên này nó là cái đấy.